Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn để cùng nhau vẽ tranh với mình. Ở phần 1, mình đã cùng các bạn vẽ xong hoa và lá rồi. Thật là đơn giản phải không nào? Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục vẽ những chú cá koi thật là dễ thương nhé. Đầu tiên mình sẽ dùng màu cam pha nước thật là loãng để cho màu cam của chúng ta thật là nhạt thôi các bạn. Mình sẽ tô lên cái phần đầu của chú cá koi này. Các bạn nhớ là phải pha nước cho thật là loãng để màu chúng ta thật là nhạt nha các bạn. Và những cái chỗ mà cần màu đậm á, mình sẽ lấy một chút xíu màu tím và chấm vào. Và bây giờ thì mình sẽ vẽ cái đốm ở trên đầu của chú cá koi bằng màu cam hơi đậm một chút. Và bây giờ mình sẽ pha màu đỏ cho thật là loãng để mình tô lên những cái chỗ nào cần có màu đỏ trên cái mình của chú cá koi này. Và bây giờ là màu cam. Như mình đã nói ở phần 1, khi mình vẽ chú cá koi này thì mình đã và bây giờ mình sẽ tô.
hai con mắt và mình sẽ lấy màu nâu đen. Bạn giấy canh xong lại cứng.
con ra. Và bây giờ là chú cá thứ ba, mình cũng sẽ phủ một cái lớp màu cam nhạt thật là nhạt lên trên lên cái mình của cái chú cá thứ ba này. Và bây giờ là phần đốm của chú cá. Mình sẽ phủ một lớp vàng nhạt lên trên cái phần đốm của chú cá koi này. Và mình sẽ phủ một cái lớp cam đậm hơn. Lớm đốm để cho cái lớp cam này nó hòa với cái lớp vàng bên dưới. Thì như các bạn đã thấy thì ba chú cá này được vẽ từ màu sắc và các lớp màu hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác là mỗi một chú cá có những cái đốm khác nhau thôi. Thì các bạn có thể vẽ những cái đốm theo cái ý của các bạn, làm cho nó đẹp hơn chẳng hạn. Và các bạn phải nhớ là cái màu tối và cái màu đậm á, mình sẽ vẽ ở hai bên, đẩy màu cho nó nằm qua hai bên. Còn ở giữa thì lúc nào nó cũng phải sáng hơn nha các bạn. Như đã chia sẻ ở video lần trước, thì ở phần này mình cũng muốn nhắc lại là mình không có chuyên về vẽ tranh màu nước, bởi vì mình thấy các bạn vẽ tranh màu nước đẹp quá, nên là mình muốn tập và muốn vẽ thử cùng các bạn thôi. Thì mình biết là tranh màu nước này có rất là nhiều kỹ thuật và mình cũng chưa có thời gian để trải nghiệm những cái điều đó. Nên là mình mong những bạn có kinh nghiệm vẽ tranh màu nước, vẽ tranh màu nước lâu năm, biết được rất là nhiều kỹ thuật để vẽ, thì các bạn hãy hướng dẫn và chia sẻ lại với mình ở phần bình luận bên dưới nha.
Vậy là chúng ta đã vẽ xong ba chú cá coi và cũng là kết thúc phần 2. Chúng ta sẽ hoàn tất bức tranh này ở phần 3. Xin các bạn nhớ đón xem và vẽ cùng mình ở phần 3 nha. Đừng quên đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn và gia đình sẽ luôn khỏe mạnh và bình an. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo.